Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Du Ba Than. Hiện tại thì mình đang đứng ở cái sân đáp của cái bãi dù trong cái khuôn khổ lễ hội nhảy dù trên mùa nước đổ của gần Mù Căng Chải. Đây là ở xã Khao Phạ đúng không? Xã Khao Phạ. Xung quanh bản Đình Thái, xã Khao Phạ, và xung quanh mình đây là những cô gái Thái rất là tuyệt vời. Những người mà như những bông hoa rừng vừa mới góp một cái tiết mục văn nghệ cho cái lễ khai mạc của cái lễ hội nhảy dù ngày hôm nay. Vị trí mình đứng đây là cái điểm đáp nhé. Còn cái điểm xuất phát thì ở đích trên đỉnh đèo kia. Lát nữa thì mình sẽ lên trên để ghi nhận cái không khí cũng như là một số cái phi công người ta thực hiện các cái động tác cất cánh và bay dù cho các bạn xem. Thật ra là mình đến đây hơi muộn một chút nên là không kịp ghi hình các bạn này múa những cái điệu múa rất là đẹp và uyển chuyển của các cô gái Thái. Nhưng mà dù sao thì mình cũng có một chút hình ảnh của các cô ở đây để cho các bạn thấy cái vẻ đẹp của con gái Thái ở trên Mù Căng Chải này nhá. Các em ơi, nói một cái điều gì đó với những người đang xem video này nhỉ? Xin chào tất cả các bạn. Có nhắn gửi gì với mọi người? Chúc các bạn nhiều sức khỏe và mong gặp lại các bạn ở những cái lễ hội lần sau của Mù Căng Chải. Rất mong muốn là các bạn sẽ lên thăm mảnh đất hứa hẹn của Mù Căng Chải chúng mình ạ. Đấy, các bạn ấy đã có lời mời và thể hiện rõ cái sự thân thiện và hiếu khách của con người ở đây. Hẹn gặp các bạn ở bản Lim Thái của xã Khao Phạ nhá. Đến đây thì các bạn sẽ được gặp những cô gái tuyệt đẹp này. Bây giờ thì anh xin em mình sẽ lên trên kia để xem nhảy dù nhá. Các em cũng lên chơi chứ? Dạ vâng ạ. Đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi lên đấy nhá. Đây là Duyên này. Duyên chắc là ít tuổi nhất trong đoàn à? Dạ vâng. Em sinh năm bao nhiêu? Em 201 ạ. 201 à? Bây giờ đi học hay là đi làm? Dạ em chuẩn bị đi học. Chuẩn bị đi học à? À, tức là học xong cấp 3 xong ở nhà chơi một năm đúng không? Vâng. Xong bây giờ mới chuẩn bị đi học. Vâng ạ. Em sẽ đi học ở đâu? Dạ em học cao đẳng ạ. À, cao đẳng á? Hoài Yên Bái à? Hay là vâng. Ờ, thế gần nhà anh đấy. Dạ. Em gửi lời mời rồi đấy. Ờ, không, anh nghĩ là anh em mình phải bạn chung rồi chứ nhỉ? Tại nick kia của em bị mất. À, nick này khác à? Vâng. À, ok. Mình đã có nick Facebook của Duyên này để tiện liên lạc với các bạn đây. Nếu mà lên trên bản Thái này có cái gì cần nhờ các em ấy thì sẽ có Duyên đây rồi. Bây giờ thì anh em mình đi lên trên cái nhảy dù thôi. À đôi, đi xem nhảy dù thôi chứ mình sợ lắm. Em nhảy dù bao giờ chưa? Dạ em chưa. Có sợ độ cao lắm. Cũng sợ độ cao à? Vâng. Gió to quá, cái gâu của mình thì nó ghi âm hơi bị kém. Đây, từ cái vị trí điểm đáp này các bạn có thể nhìn thấy đây. Cái vị trí này chính là cái vị trí mà dù xuất phát ở gần với đỉnh đèo. Nó cách đỉnh đèo khoảng 2 km nữa. Còn từ đây mà đi đường ô tô lên trên cái chỗ xuất phát kia nó khoảng chừng 25 km các bạn nhé. Còn theo đường chim bay thẳng từ đây lên thì chắc nó khoảng độ hơn 1 cây số, 2 cây số ở đấy. Thật ra mình cái này áng áng thôi, một cái quãng đường khá là xa. Và phi công thì thường thường bay cho khách thì bay khoảng 10 đến 15 phút thì sẽ di chuyển từ trên kia xuống dưới này. Còn người ta bay biểu diễn thì người ta có thể bay lâu hơn.
đang tìm cái biển cách 500m nhưng mà không nhìn thấy, hình như mọi người bỏ đi rồi sao, hay là mình không để ý đường. Cô gái người Mông mặc quần áo rất là rực rỡ đây, cô là người Dao này. Đây người Mông này, đây là một giam cái cô người Mông rồi. Nhưng mà xe biết là xe để đâu nhỉ? Đây là hai chị em hay hai mẹ con đi chơi này? Hai chị em. Hai chị em à? Dạ. Thế là cả hai chị em chắc là đều chưa lấy chồng đúng không? Đúng rồi. Nên là mới đi chơi cùng nhau này đúng không? Còn có chồng là sẽ phải đi cùng chồng. Bây giờ mình sẽ cùng với cả các em người Mông này xuống dưới kia để xem cái không gian chỗ nhảy dù như nào nhá các bạn nhá. Năm nào nhảy dù hai chị em cũng đi chơi này à? Không ạ. Hay năm nay mới đi? Năm nay mới đi lần đầu tiên à? Vâng. Thế thì sẽ cảm thấy tò mò lắm nhỉ? Đúng rồi. Kìa, nhảy dù kìa. Ôi, trên này thì trời nắng khá là to luôn. Đây toàn cảnh cái điểm xuất phát. Du khách có thể đứng ở trên những cái chòi kia để theo dõi này. Còn dù sẽ xuất phát ở chỗ dưới này cơ. Đi những cô gái Mông này. Đây là cô gái Mông rất là thật xinh này. Chào em. Em Dung nhỉ? Dung nhỉ? Wow. Đây là cô gái Mông này. Cô gái Mông này sao có cái áo nhìn lạ thế nhỉ? Áo này chắc không phải áo của người Mông thế nhỉ? Không phải ạ. Không phải nhỉ? Ừ, áo nhìn lạ lắm. Đấy các bạn nhìn thấy cái biểu tượng cái cánh dù rất là dễ nhận ra nhé. Chúng ta sẽ đi lướt nhanh một cái vòng trên cái khán đài. Chỗ này là khu vực đại biểu. Mình sẽ không vào đây được. Đây bà con này rất là phấn khởi. Rất là tò mò về nhảy dù. Cho cháu nhờ một chút xíu để cháu nhìn một tí cái góc từ đây ra đây. À đây, từ đây các bạn nhìn xuống thấy được cái bãi nhảy dù của các vận động viên ở dưới kia, hay gọi là các phi công. Phía dưới là cánh đồng lìm mông rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sát xuống đấy để cho các bạn xem chi tiết cái việc mọi người chuẩn bị giải dù, các cái khâu đảm bảo cho an toàn cho phi công trước khi xuất phát nhé. Những người đẹp của chúng ta đã lên đến đây rồi này. Đây, những cô gái Thái vừa rồi đây. Anh em mình bị lạc nhau mất một đoạn nhưng lên đây lại gặp được nhau rồi. Ở trên vùng cao mình thì những cái dịp lễ hội này là một cái dịp rất đặc biệt để những đôi trai gái đến đây để vừa tham gia lễ hội vừa là cơ hội để làm quen giao lưu với nhau. Khi đến lễ hội thì chúng ta làm quen giao lưu nó sẽ dễ hơn nhiều so với việc mà ở một cái địa điểm nào đó khác. Hôm nay thì khán giả đến xem hơi thưa một chút nhưng mà đấy là điều kiện lý tưởng cho các bạn có thể là theo dõi được thoải mái và chi tiết hơn. Còn mấy nữa thì sẽ đông du khách hơn thì sẽ khó. Ở phía này, ở phía trước mặt này thì là khu vực cách ly để cho các phi công bay lên là chúng ta không được vào trong này. Chắc là có thể là chỉ những phóng viên có giấy tác nghiệp thì mới thể vào đây. Còn
các bạn có thể là sẽ mua vé đi sang cái vườn hoa này chơi và xem nhìn ngang ngang từ bên kia nhìn lại. Chắc là nhà mình cũng sẽ phải đi sang bên đấy thôi. Sau cầm gâu mà đã đi lên rồi em. Đã quay được gì chưa? Nắng quá không chịu. Chưa quay được gì ạ? Chưa quay được gì á? Nắng quá hay là chưa ạ, hay đợi hỏi lâu quá? Tại vì của em là đến chiều mới bay nên là tức là em hôm nay tham gia bay ấy gì? Chúc em bay an toàn nhá. Em cảm ơn ạ. Nắng quá. Thôi đi xuống kiếm cái bóng cây đi em ơi. Cô xe đi, cô xe tay đi. Đi từ từ thôi Bắp. Từ từ đi thôi. Đây các bạn ơi, mình đã lựa chọn được một cái vị trí tương đối là đẹp để quan sát các phi công xuất phát rồi nhé. Trước mặt các bạn là cái dù đã được trải ra khá là ok rồi. Bây giờ chỉ đợi phi công sẽ lắp các cái dây an toàn và kiểm tra các thông số kỹ thuật trước khi bay thôi. Trời nắng quá nên là du khách cũng tản mát nhiều nơi rồi. Đây là một chị đứng cạnh mình từ nãy đến giờ. Mấy chị em đang háo hết cả là hức, nhưng mà gió nó vẫn chưa đúng hướng để các vị không xuất phát được. Bây giờ trèo lên kia cứ thổi, thổi có giọng thổi. Chị là du khách ở đâu đến đấy chị? Em ở dưới Hà Nội ạ. À, dưới Hà Nội. Chị có đăng ký bay không? Em không, em sợ độ cao. Sợ độ cao. Chỉ đứng ngưỡng mộ người khác thôi đúng không? Đúng rồi. Mấy chị em ở đây là bình luận trực tiếp từ nãy giờ, nhưng mà lượt bay thứ hai là hơi khó mà tí, trời thời tiết nó đang không ủng hộ cho lắm. Chị tên là gì chị? Em tên là Oanh anh ạ. Tên là Oanh à? Mọi người thích nghe tiếng con gái Hà Nội lắm nên là chị nói chuyện thoải mái với em tí cho mọi người nghe tiếng con gái Hà Nội đi. Chị lên đây lần thứ mấy rồi? Xem nhảy dù này. Em mới lên lần đầu ạ. Lần đầu à? Lần đầu rất là cảm xúc đúng không? Vừa thấy chị gọi điện về nhà báo cắt cơm luôn để đi xem nhảy dù. Có phải không chị? Quan trọng đi xem anh ạ, ăn uống. Ăn uống không quan trọng đúng không? Ăn lúc nào cũng được, nhưng mà nhảy dù mà không xem họ nhảy mất là không còn mà xem nữa. Thôi không trêu chị nữa, chị đỏ mặt rồi đấy. Chúng ta tiếp tục đón xem các phi công nhảy dù nhá. Chụp lại đi các anh chị ơi. 1, 2, 3. Lại đi, lại đi. Chưa tươi đâu, chụp lại đi. Giơ tay lên nào anh chị ơi. Kim chi. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị được chứng kiến cái dù đầu tiên sau khi mà cái lễ khai mạc diễn ra nhá. Hy vọng là chuyến bay đầu tiên này sẽ thành công tốt đẹp và có những cái đường bay thật là đẹp mắt để tạo động lực cho các cái du khách tiếp theo. Sau khi mà cái khai mạc, tức là tuần lễ du lịch, cái lễ hội này diễn ra chính là 2 ngày 30, 31, nhưng mà sau đó thì cái câu lạc bộ dù lượn phía Bắc vẫn tiếp tục cho các khách lẻ đăng ký bay tiếp trong những ngày sắp tới nhé các bạn nhé. Nên là các bạn hoàn toàn có thể đến đây và đăng ký bay chứ không nhất thiết là phải 2 ngày 30, 31 này đâu nhé. Các bạn có thể tìm cái thông tin về cái câu lạc bộ dù lượn phía Bắc thì các bạn có thể đăng ký bay ở trên đó cũng được. Mình nhắc lại một chút, đó là cái giá vé năm nay là 1,7 triệu một lần bay nhé. Đã giảm giá so với năm ngoái rồi để hỗ trợ cho cái ngành du lịch của chúng ta sau cái đại dịch vừa rồi. Đây, mình đang đứng dưới bóng của cái cờ mà gọi là để đo sức gió cũng như là hướng gió để các phi công có thể là biết được là cái điều kiện gió như nào có thể xuất phát được. Vì đây là một cái môn thể thao mạo hiểm nên là mọi cái công tác chuẩn bị đều rất là phải chu đáo. Chúng ta sẽ cùng xem phi công đầu tiên cất cánh nhá. Anh phóng viên của bên câu lạc bộ này đang hơi bị chẹt tầm nhìn một tí. Mình sẽ lấy góc thấp vậy. Đợi, chờ đợi. Không sao. Mẹ đang quay, đang dình công người Nga. À đấy ạ, à. Đang dình cảnh đẹp mấy ông. Phi công người Nga. Phi công người Nga. Người vậy,
Chúng ta thì nhìn thấy rất rõ là anh ấy cũng gắn một cái GoPro ở trước mặt rồi nhá. Hy vọng là được xem những video tuyệt đẹp của anh ấy. Good luck, good luck. À, anh này là xuất phát ngược à? Mọi người là lín thở nhìn anh ấy xuất phát luôn. Như vậy là thành công rồi đấy. Chỉ cần chạy hết cái đường đà này mà người đu được lên trên không là thành công rồi. Nhưng mà gió hơi yếu nên là dù của anh không lên cao được. Dù anh ấy xuống thấp quá. Dù bay thấp tới kia thì không biết là có xuống được điểm hạ cánh hay. Tí kéo lên ngay gió thổi. Nó không có gió thì khó lắm. Vừa nó cứ xuống thẳng tới kia thôi. Không có gió. Kỹ thuật bay là cứ phải bay vòng vòng thì nó mới lên được. Ô, lên khá là cao rồi, chắc là anh ấy sẽ hạ cánh được tốt thôi. Có lẽ là mình sẽ quay tiếp các phi công khác cất cánh thôi, vì anh ấy bay xa quá cũng nhìn, các bạn nhìn nó cũng khó nhìn rồi. Nhìn từ đây thì cảm giác rất là sợ, vì cảm giác như anh sắp bay đến đường 32 đến nơi rồi. Mọi người cũng đang rất là chăm chú để dõi theo cái đường bay của phi công đầu tiên. Có lẽ là mọi người sẽ đợi phi công đầu tiên hạ cánh an toàn thì mới xuất phát tiếp. Tiếp theo đây các bạn sẽ thấy đó là một khách bay nhé. Những cái người mà áo cam kia là thành viên trong câu lạc bộ bay thì đấy là có thể gọi là các cái huấn luyện viên, các phi công để bay cùng với khách. Khách sẽ được đính kèm vào với lại phi công để bay cùng nhau. Chứ khách không thể tự bay một mình được. Và xuất phát hai người xuất phát cùng nhau với một cái dù thì xuất phát nó sẽ khó hơn nhiều so với việc là một phi công bay. Vì là hai người phải phối hợp với nhau từng bước đà một để chạy làm sao cho nó nhuần nhuyễn. Khỏi bị dậm chân lên nhau, bởi vì một người chạy trước, một người chạy sau mà. Nên là khi mà bay đôi này thì cũng hay bị ngã lắm. Đúng rồi, người sắp lại phi công ấy. Không đâu, đi đây. Gió có vẻ đẹp rồi đấy. Chúng ta hãy cùng đón xem cái lần xuất phát đầu tiên của du khách nhé. Thấp ngủ ở chỗ cái lều. Bắt đầu rồi. Chạy ra, chạy đi. Cố lên một chút nữa là lên được rồi. Đẹp chưa? Đây là cánh dù bay xuất phát đôi thì khó lắm. Phát đôi thì phải nhịp nhàng giữa hai người, cái người chủ dù cũng như cái người chạy trước. Cái dù này lại màu trắng nhỉ? Thâm ra là nên ảnh không đẹp mấy. Dưới này phải dù vàng. Với cái nền nó phải dù vàng hoặc dù đỏ. Dù vàng là nổi nhất. Ok, chúc cho đôi bay này an toàn nhé. Hạ cánh ngon lành. Cặp bay đôi đang chuẩn bị đây này. Bây giờ thì sẽ có một nữ du khách bay. Như mình tìm hiểu thì là trên cơ thể của các phi công ấy thì ngoài những cái đệm bảo hiểm ra còn có những cái dù phụ nữa nha các bạn nhé.
để đề phòng những tình huống bất trắc nó xảy ra, nên là các du khách tham gia thì yên tâm. Nói chung cái quan trọng nhất là cái lúc xuất phát hay làm sao để nó có thể lên được. Còn khi bay lên rồi thì sẽ có các cái thiết bị hỗ trợ cho các bạn. Cái lễ hội dù lượn ở Yên Bái thì đã tổ chức được 3 năm rồi, phải như mình nhớ không nhầm là khoảng 3 năm rồi. Đã trở thành một cái đặc sản du lịch của Yên Bái ở đây rồi, trên đèo Khao Phạ. Không biết các bạn có nhìn thấy cái dù nó đang ở gần cái bãi đáp kia không? Mình đang căn để nó nằm ở giữa màn hình luôn kìa cả. Đang rất là gần bãi đáp. Cái đáp là một cái ô đất đấy, ô đất màu lâu đất đấy, giữa những cái thửa ruộng lúa màu xanh. Hơi khó một chút thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái dù đấy vẫn lái được đến vị trí của bãi đáp, vẫn đến được luôn, quá siêu. Ngày mai thì sẽ có nhiều du khách hơn, mình sẽ xuống mình quay ở dưới bãi đáp cho các bạn xem. Cảm ơn chiếc xe. Rất đẹp luôn, cái dù này màu đỏ nó nổi, nhìn rất nổi các bạn nhé. Cái này có gió, gió đẹp này mọi người thấy chưa? Dù rất căng mà đi ngang luôn này. Đấy, nó không bị xuống như cái dù trắng lúc nãy của anh phi công lên trước. Lên kìa. Đúng là anh phi công trẻ này có hơn 2.000 kinh nghiệm giờ bay các khách. Lên rất cao rồi. Đây là lên này, bắt đầu lên này. Lên kìa. Gió thổi đạt chưa? Đấy là lên cao hơn cả vị trí xuất phát rồi. Lần này bay là đáng đồng tiền bắt gạo rồi, được bay lâu rồi, bay cao rồi. Quá đẹp luôn. Thích thế. Đây là có thể quan sát đây. Nó hơi lẫn vào cái nền trời. Kìa. Cao chưa? Đẹp chưa? Đáng đồng tiền bắt gạo bỏ ra. Vẫn là hốp. Chuyến bay thứ 3 sẽ là một phi công nữ các bạn nhé. Một cô người nhỏ nhắn thôi. Còn tham gia câu lạc bộ này chính là rất là dũng cảm rồi. Một tinh thần tuyệt vời ấy. Mình chắc mình không dám bay đâu quá. Ô, cái dù dưới này lại bay trước. Rồi, quay đây. Xuất phát không có vẻ như là gió nó đổi hướng nên là cái dù nó bị xoay. Cố gắng chạy theo hướng này nhá, cố gắng lái dù để chạy xuống xuống dưới này nhá, đừng chạy ngang. Chạy xuống dưới kéo phải, kéo phải cũng được hay. Ông kia bên chạy nhanh, chạy nhanh. Nhìn rất là nhỏ nhưng mà cái kinh nghiệm bay rất là đẹp. Không quay chưa rồi, quên rồi. Ui. Đó, đây là hai dù cùng nhau bay nhé. Chúng ta có thể nghe rất rõ là một anh ở dưới bãi xuất phát này kết nối bộ đàm với lại phi công để điều khiển hướng dẫn đường bay nữa các bạn nhé. Không phải là lên đấy mà bay tự do đâu. Wow. Phi công thoát cái dây dù rất là nhanh, cái dây nó cũng khá là nguy hiểm ấy. Mà sơ thoát không thành công, cái dây nó rất là sắc. Tiếp theo có một khách bay rất là trẻ luôn. Em này không biết là 18 đôi 10 gì đấy. Em này trẻ quá.
khi nào ướt. Thời tiết ở đây thì hôm nay thay đổi liên tục, lúc thì nắng rát, lúc thì mây đen kéo đến rất là nhanh. Có hai phi công đều sẵn sàng bay rồi, giờ chỉ đợi điều kiện nó lý tưởng. Chờ tí thôi. Anh ơi, khách lữ bao nhiêu tuổi đấy anh? Đủ tuổi. Đủ tuổi, 18, trên 18 rồi anh. Trẻ quá nhỉ. Các bạn nhìn đằng sau thấy cái nền trời nó hơi bị u ám tí. Gió thì gió to và đổi hướng liên tục. Những phi công kinh nghiệm cũng không thể xuất phát ngay được. Nhiều người vẫn dù lên rồi nhưng mà không thể đi được vì nó gió nó lật dù lại phải xuống. Cái khó. Ruộng à? Có hai dù chuẩn bị hạ cánh và mọi người đang tập trung điều khiển hai dù ghê. Cho hạ cánh an toàn thì các phi công mới xuất phát tiếp. Hai dù kia thì có vẻ như là bay xa bãi đáp quá rồi. Khả năng là với độ cao kia thì khó để trở về đúng được bãi đáp. Cũng có nhiều phi công là phải hạ xuống ruộng hay là lóc nhà. Thường là khi lễ hội diễn ra thì phía dưới kia sẽ cắt điện các bạn ạ. Sẽ phải cắt điện trong thời gian các phi công bay để đảm bảo an toàn. Dù không con gió gió không ủng hộ, gió bị ngang, gió nó xoáy ấy, nó đảo ngang, hướng gió ngang không ừ. Gió theo chiều dù ừ. Thì sáng nay phải vướng cái lễ khai mạc nên là sau đó thì các phi công mới bay được nên là số lượng các cái lượt bay buổi sáng nay hơi ít một chút các bạn ạ. Có lẽ là mọi người sẽ cố gắng để cho khách này bay xong rồi nghỉ trưa thôi. Bây giờ đã là 11:20 rồi. Đây ở phía hướng, đây là hướng Tây. Hướng Tây ở chỗ cánh đồng lim bông thì trời đổ mưa to rồi các bạn ạ. Mọi người vẫn đang động viên tinh thần, tạo cái tinh thần thoải mái cho khách bay. Một cô gái nhìn rất là hiền. Như vậy là chuyến bay cuối cùng của buổi sáng ngày đã bị hủy các bạn ạ. Rất tiếc là lữ du khách này không có thể bay được lần này. Chắc là phải đợi xong buổi chiều hoặc ngày mai. Em ơi, em có thể chia sẻ một chút về câu chuyện về tinh thần tham gia chuyến bay này được không? Vì anh ở ngoài, anh rất là ngưỡng mộ bởi vì là nhìn em rất là trẻ và trông rất là hiền lành và dám tham gia một cái trò chơi tương đối là mạo hiểm này. Có cái gì không? Anh để cả máy ảnh ở bên trong người luôn à? Kèm cả máy ảnh luôn. Kèm luôn này, nhưng lên tức là lên đây nếu mà mình bay được cao thì mình sẽ chụp ảnh luôn đúng không? Dạ. À, đây chắc là cũng là một người rất là đam mê về chụp ảnh đúng không? Về nhiếp ảnh. Dạ, em chụp cho vui thôi chứ cũng không phải là quá chuyên nghiệp. À, thế em là du khách từ đâu đến đây? Dạ, em ở Sài Gòn ra. Sài Gòn ra.
Rất tiếc là chuyến bay của mình không thực hiện được trong buổi sáng hôm nay. Chắc là em sẽ đợi sang buổi chiều hay ngày mai để bay tiếp đúng không? Em đợi sáng mai. Em tên là gì nhỉ? Dạ em tên Tường Vi. Tường Vi à? Tên hay quá. Bắt đầu trời đổ mưa rồi. Chắc là để cho em về để chuẩn bị cho chuyến bay lúc ngày mai hoặc là chiều nay nhá. Chúc em là sẽ có chuyến bay thành công. Hy vọng là sẽ được ghi hình em lúc em bay. Anh cảm ơn. Mọi người thu dọn để đi về rồi. Mình cũng sẽ kết thúc cái video đầu tiên về cái lễ hội du lịch bay trên mùa nước đổ của Mù Căng Chải ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Trơn quá. Dù ướt thì nó rất là lâu khô nên mọi người đang phải rất là nhanh chóng để gói nó lại. Kiên ơi! Kiên ơi, còn cái này nữa này, Kiên ơi! Đi nhanh ơi, không kịp đấy. Tính phải to hơn là... Anh này chưa giỏ dù ra. Đây, nhường đường cho các anh đi lên trước này. Vào đi, vào đi. Nhường đường cho các anh đi lên.